Tại nhà thi đấu thể dục thể thao liên doanh Việt Nga Vietsopetro, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thao truyền thống nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành ngân hàng. Với tinh thần văn hóa thể thao vui vẻ, sức khỏe, đoàn kết, hội thao thu hút hơn 600 vận động viên là cán bộ công nhân viên chức thuộc 40 chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 6 bộ môn: bóng đá nam mini, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng và trò chơi vận động tập thể. Diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 4, hội thao là sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên chức trong ngành, tăng cường đoàn kết học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.